Rồi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của anh em mình. Kênh mình thì chuyên ẩm thực và săn bắt cho các bạn. Chiều tối hôm nay thì anh em mình làm món hàu nướng. Hàu nướng thì thứ nhất là nướng mỡ hành nha các bạn. Đang chuẩn bị làm cái mỡ hành nè. Cái thứ hai anh em mình đang làm hướng phô mai nha các bạn. Đây, phô mai này, phô mai con bật cười nha các bạn. Đó giờ cũng chưa làm nó chiều mua đại à. Hộp này 28.000. Đó, 8 miếng bò. 8 miếng nha. Nên em mình làm xương xương tước 4 miếng đi, nửa hộp. Rồi, làm đi em. Rồi này mình trong thời gian đó mình làm cái mỡ hành. Cái này hôm qua cũng còn miếng mỡ hành nhưng mà chắc không đủ. Cái này mình sẽ làm thêm. Rồi, bên đây hào nha các bạn. Chiều thì làm xương xương cũng khoảng 20 con. 10 con nướng phô mai, 10 con nướng mỡ hành. Ngoài đây còn nha các bạn. Hôm qua thì nhiều lắm. Mai còn đây chứ chắc khoảng chừng 5 kg à. Hôm nay chừa cho mấy ông anh không nhậu. Còn giờ làm đây khoảng 20 con. Tí xíu làm xương xương. Giờ lo ăn coca. Rồi, giờ anh em mình đi nướng nha các bạn. Bếp than thì lúc nãy giờ đã nhúm lửa rồi, giờ toàn là than thôi. Đó, bên đây nguyên liệu mình có hào nè. Rồi, bên đây mỡ hành. Bên đây là phô mai. Rồi, mình đi nướng thôi. Let's go. Đi thôi. Rồi, nãy thì chưa nướng hả? Chưa, giờ mới đi nè. Để nó hơi tối, cầm để xuống mấy cầm giùm mấy, bật cái láp lên rồi. Một tay khó quy quá. Ok. Rồi, láp lên. Thôi, hay cầm chưa? Bẹt ra. Ok. Bỏ lên. Sau bỏ hào đi lên dĩa nướng nha các bạn. Đây, dĩa nướng này. Tuyệt vời luôn. Lửa cực kỳ nóng các bạn nha. Lửa than nè. Đây mình như mình nướng lửa than mà toàn than gáo dừa nha các bạn. Nó rất là sạch. Không có than mình mua ngoài chợ. Giờ ở quê. Nướng trước chục con phô mai đi. 3 6 8 thêm 2 con nữa. Rất là nhiều dạ. Các bạn. Hào tươi trong luôn. Nãy có 20 con hào mà thương tách ra thôi là chắc hết nửa tiếng à. Đây có mấy con một bự. Ừ được rồi. Như 3, 6, 9. Ồ đúng chục luôn hả? Quá tuyệt vời. Giờ mình đợi nó nóng lên rồi mình quết phô mai lên nha các bạn. Cực kỳ luôn. Phô mai rồi nha. Và khi hào gần chín thì các bạn rưới phô mai vào nha. Chuyện rớt những cái miếng miếng thôi. Đó, xoài bột bột kìa. Đó, tuyệt vời luôn nha các bạn. Đây, bên dưới là than nè. Than là than củi không á. Than củi với dầu dừa. Đấy, nóng mà. Đây cầm nha, nóng mình lấy cái đũa ra như thế này thì... Có tuyệt vời luôn các bạn. Rồi khi hào mà bắt đầu gần chín á thì các bạn rưới phô mai lên nha các bạn. Rất là tuyệt vời luôn. Đây. Bằng láp có chói không? Mình tắt thử rồi. Đây, tự nhiên nè. Đây là ánh sáng tự nhiên nha. Cái đèn nhà bếp mà mình nó hơi tối xíu. Rồi, bật lên đi. Đó. Ý dồ, sắp chín rồi đó, nó nổ lẹp bẹp là sắp chín rồi nha các bạn. Nó là rất là tuyệt vời luôn. Giờ nó sôi lên cái nó các bạn nhìn thấy phô mai nó hơi kẹo một tí xíu á. Rồi, là mình nhắc xuống thôi. Vậy cũng sắp được rồi đó. Cái này chắc khoảng 2 phút nữa là được rồi đó. Rất là tuyệt vời luôn nha các bạn. Không? Cái phần hào nướng mỡ hành thì nó cũng chín rồi nha các bạn.
chục con nè, vừa chín tới nè. Mình sẽ rút kinh nghiệm ngày hôm qua. Ngày hôm qua mình nướng thì nó hơi chín quá, thành ra nên họ nó cảm thấy giác là nó không có được, thịt nó tươi á, nó hơi khô tí xíu. Đó thì hôm nay mình nướng vừa tới nha các bạn, để xíu mình ăn coi nó như thế nào ha. Rồi xong, hoàn thành nha các bạn. Buổi tối ngày hôm nay 10 con hàu nướng mỡ hành với 10 con nướng phô mai. Rồi giờ mình bắt đầu thưởng thức nha các bạn. Đây, tôi gói luôn, nướng vừa tới luôn, vừa chín tới luôn. Rồi sẽ đưa vô lên bàn. Mấy ngày nay mấy bữa Tết nhậu nhiều quá rồi. Giờ phải uống coca nha Phước. Rồi bật quạt lên, hiu hiu thôi. Thôi tắt điện ồn quá. Tắt đi nữa. Đây là 10 con nướng phô mai nè. Đó, 10 con nướng phô mai. Còn đây nướng mỡ hành nha các bạn, chấm là muối tiêu chanh. Đó, còn nước uống thì thông thường mình uống rượu với bia không à. Hôm nay Tết rồi, hết Tết rồi, uống gọt bữa đi, uống coca cho tiêu. Trời ơi, tắt đèn luôn. Rồi, thưởng thức thôi. Phô mai nè, lấy muỗng đầy đủ đi. Hai món. Hai món. Cho ngay cho đẹp. Kêu cha xuống ăn Phước. Em mình nhớ về. Đây nè, mẹ mình. Tuyệt vời, cực kỳ hấp dẫn luôn. Rồi, nếu mà cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay thì cho mình một like, một subscribe và nhấn nút chuông nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.